thương lắm mới cho vô kèo này đó nghe. Cái thằng sống vô nghĩa dễ sợ. Mất em rồi, đời anh như đã chết. Không còn anh, đừng ăn ếch nha em. Nặng lắm rồi. Cái bệnh gì mà liên quan tới đàn ông đó? U nang buồng trứng hay cái gì?